Chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em mình đi mò cá nha cả nhà. Mò có cá thì anh em mình nướng ăn tại chỗ tại đây rồi, mà cả nhà cùng ăn chung với anh em mình nha cả nhà. Chào cả nhà, anh em mình chuẩn bị mò nha cả nhà. Chuẩn nhóm chưa? Chào mọi người. Em xuống mò cá nha cả nhà. Xuống mọi người, xuống nha. Rồi, sao không? Không biết bơi đâu nha. Anh quá đẹp. Ôi, quên nó có điện thoại. Đạp. Má là đạp. Đạp cho nhẹ nha. Thú gì ta? Trời ơi, gì mà lông sâu. Lạnh dữ ta. Lạnh bơi. Không biết bơi mà lông sâu. Má giặt. Giặt thành phố. Giặt thành phố quá. Không biết bơi mà đưa chúng tới đây rồi đi kêu bơi làm sao? Đừng cái vậy. Lạnh như ta. Nó hay rồi thôi. Đó cái nè. Bắt nó đi chim nhọn á, cái cá này nè. Cá chặt nha cả nhà. Mình vinh con cả nhà ơi. Mình không biết con nào chứ mọi người. Đuổi tới lập, đuổi tới lập. Chạy à. Thì có hàng chỉ đâu các bạn. Chạy anh em ơi. Coi coi. Ồ. Cá vô hàng, cá lóc vô hàng, cá lóc vô hàng. Tao không? Có cá lóc. Ô, cái lóc này ơi. Còn nữa. Ghê quá. Anh bắt đầy quá. Lóc. Đây phải hai từ từ. Cái lóc anh em ơi. Dạ bộ bơi cho có nè. Viền tay cả nhà. Bắt cá hai tay luôn cái vậy nè. Bốn con. Một hang bốn con. Dạ bộ bơi, dạ bộ bơi. Bự không vậy? Không lẽ mình không dính được cái lóc mà. Bự lên em ơi. Dính lên đi hả? Một con nghe cái nhà. Đã cao quá, chắc rồi. Vô anh em ơi. Bắt giữ cái ba. Có mồi rồi. Có mồi rồi anh em ơi. Mốt cho em heo hồng ngời nha anh Hoài. Con nữa nè. Một em nữa nè. Một con cá sặc. Coi ai mồi nhiều nha. Nãy giờ tôi ba con ở nhà mình đi. Mồi dính đi cả nhà ơi. Tôi không đựng con. Mồi luôn đi. Để kiếm một con, kiếm hai con mồi mới được. Cá lóc cả nhà ơi. Dính con cá lóc nữa cả nhà ơi. Coi cá chú dưới giò la lên tao bắt nha. Ừ. Cá này sâu quá cả nhà ơi. Dạ dạ. Cá chạy. Dạ. Cá cả nhà. Đầy dữ trời. Ngon lạnh. Có cá nè. Cũng có cá chứ bộ. Có con cá chặt. Giục cá nữa rồi cả nhà, giục. Cũng có được một con. Hàng có cá. Không mình quẩy, mình lắc, mình quay lại cá vô hang á. Tôi coi độn bà con. Trời, biết cảm giác mò hang có cá rồi đó. Cá dừa của mày.
cái của mày tới khứ luôn hai con. Quá đã. Lâu lâu mò cá lần lại lâu cũng mò, ok. Lại, đúng mò được cái này mò quá trời cá. Không biết cái gì đây. Gì vậy? Còn đây không có hàng đâu. Có hàng chứ không có. Còn giữ tới lòng ơi, giữ tới. Cho cá vô. Còn hơn đi bây giờ mẹ ơi. Khúc này cắt tiền mẹ. Thứ gì đâu mà để. Còn Dũng không ơi. Má đồ cười với hoài cá trời. Ây da, đừng con nữa nè. Cái nó cười với hoài, cá bự luôn. Chạm quá. Về miền Tây. Mình đang bơi nha cả nhà, mình biết bơi nha. Bên đây hang nhiều nè, vẫn có hang chứ. Đầu tiên con hang. Có quá. Dính cá lô kiếm nha. Dính cá lô kiếm nha. Cái chú đi dọ không ta? Cho em mọn thấy có lô kiếm. Một con. Một con cá sặc. Có cá rô luôn. Hai con cá sặc. Hai con cá sặc. Thử đổi nếu thử nè đi đâu đặt cái con cá chê đồ chú rồi. Ở đây gai không nha, ở đây tre không nha. Ừ. Đâm á. Đi từ từ á nha. Đây có đâm á nghe. Hơi nhiều quá. Đi tới cái cái lại được à. Đi tới được chỗ đó. Dạ. Có cá bự không kìa. Đi tới đó lại lại cũng có chê chứ. Ừ. Cá nhỏ xíu. Một cụ lại xanh mình mong cá dính cá nữa rồi. Cái dòng người đó có nhỏ cái gù đây à đi từ thôi đây bụi che lục bình hai đố ngõ thì khó mò quá. Ủa cái kiến là mò dưới giò hả anh Tọn? Ừ con cá mới sạc yêu em thấy cái hang nổi chưa kìa à, cây không à. Rồi vô cá rồi. Ây à. Đây đây con đúng rồi. Ta mình cũng được một con nha bà con. Tuy không bự nhưng có là được rồi. Thất vọng rồi đó. Cá sao quá trời nữa nè. Vậy nó ra đây rồi, phía dưới nhiều rồi. Này ít hàng quá. Nhiều cái cá. Wow, có ổ cá bự quá trời. Hàng có mà có sạch không không? Cá lô kiến, hàng cá lô kiến. Cá nhỏ không? Đấy. Một em nữa. Ở trong quần nãy còn hai con. Ngồi nhét vô quần. À, ổn định đâu bạn ơi. Xin lỗi mọi người nha, nói giỡn á. Cá nè. À có cái mọi người ơi. Hai con ta. Hai con quá. Ừ, rồi, em có sạc nha. Còn đi từ từ nha, hợp hợp đặt cái cây đậu dưới luôn. Ủa, quá. Hai em nữa. Bên hang đây như cái cặp người nè. Ừ, đi ra sau cái nhà đi. Cái lóc, cái chê đồ. Hai em nữa. Giật đu rồi. Cái cặp đồ lắm quá, cái cặp đồ sao bự rồi.
dắt đu đâu. Nó về dưới nước rồi dắt đu ta. Đây. Gì? Gì hả? Gì? Đâu vậy? Bởi vì nó bắt cái vụt quậy vậy. Vụt cá rồi kìa, vụt lắc rồi kìa. Vụt lắc luôn. Được không? Bự. Quậy này chỉnh, Di quậy này chỉnh như nào có. Quậy này phải như nào chỉnh nào có. Bây giờ hôm qua á. Giờ hôm qua định quay sớm thì mẹ em coi chứ. Vượt cái lắc nữa nha, lắc quay lại. Với lại hồi nữa còn mình nướng mình cũng quay luôn rồi đúng không? Ừ, tranh thủ rồi, sớm hơn xíu rồi. Nó dài á nha. Để coi hài lượng video như thế nào đó. Nhất với lại chèn tiếng rồi vô. Thằng hôm nay cá sặc nha. Quay lại gì ba? Quay lại bộ lại cái nữa. Có rồi, quay lại được rồi. Gọi tay rồi, quay lại đi. Cái nó mệt mệt quá. Quay lại đắt đi quanh kia mò. Quay kia đi. Hay là đi ra này nữa cũng được. Đi ra này ốp lên cái nữa. Giờ lại vô hang á. Tôi là Lộc. Lộc bún lù. Hãy nhớ tên tôi. Xe tới tóc tôi là Tán Lộc. Cá nữa nè. Hai tay hai con nữa nha. Hai tay mơm chim lộc gặp đào. Lạnh quá nhà ơi. Lâu lâu xuống nước nữa. Dạ. Trời ơi, nào cũng dữ vậy trời. Ốp cái dính cá rồi cái vụt ra. Đây gì chứ. Không có kiếm. Ở đây ít hàng quá, không có cá lớn cả nhà. Cô lớn. Bơi bơi ra bạn, ổng dọ lên. Hai con, hai tay, hai tay, hai con. Nữa rồi nè, đi coi dắt còn nữa quá. Coi coi coi. Dạ, hàng ít mà. Đời sao. Ủa con luôn. Đây, ôm đây nè, ôm đây nè. Má nhảy ra cái lóc rồi. Có ngổ luôn á. Nó mới vô, chắc mới vô hàng á. Lóc nó đi. Con dính đè, đang đè cửa hang đi. Cái gô mày, cái gô mày. Gì? Một em nữa nghe mọi người. Ủa luôn vậy. Cái gì? Ủa cái gô. Mấy gòn dụng lắm. Nó nhảy ra nét luôn á. Còn trong đây nè con. Đại dưới này, dưới nè. Đại dưới này thật tay rồi. Xong con đừng con nha. Nó nhiều lắm. Trời ơi, cái con bị. Chi trời. Bắn bố cuốn sai luôn á. Mềm quá. Trời ơi, tưởng lóc không à. Còn nhiều lắm á, trong đây nè, ngủ nè. Bự bự mà. Trời ơi, tức. Nguyên một ổ luôn, bắt luôn mấy con trời. Bự lắm cái con mày á. Tức thiệt trời. Thôi được quay. Quá quá. Ngổ cá bự thôi. Dạ. Con cá đi. Đây. Ngổ cá bự không. Ê, rồi vô luôn. Con sặc nha mọi người. Thằng quá. Con thương cá. Đi đi đi.
nướng cá, nướng cá mình để vào clip sau được không? Mình chia ra mình ghép vào clip sau được không? Chắc mình làm hai clip anh. Hai clip. Ừ. Clip nào đi, clip clip mò, clip ăn. Mình đăng hai cái clip và đăng clip sau đi. Nãy đầu video là nói nướng ăn rồi. Nãy đầu video nướng. Thì bắt lên mình nướng nữa mới kết thúc video à. Cái này thấy đúng vậy là kết thúc video đẹp đó. Bắt mình nướng luôn cho nó mới clip nó cũng hay. Đây đây cá nè cái này. Hai con luôn nha. Ấy rồi vụn con rồi. Cái thạc nhỏ à. Mình cá. Cá rồi. Ô lạnh quá trời ta. Mua hết tiền. Đi đại anh còn lên đi, đại anh còn lên rồi đứng dưới đi. Cái này được cá bụi đâu. Dạ. Lạnh. Dân miền Tây, miền Tây đúng nghĩa. Để đi hoài mà nói chết. Anh dân miền Tây. Hớp vô mấy mé này có gô nhiều lắm không? Ừ. Dạ, cái này rồi, thấy vô con dữ. Ê, dính cái trắng này. Giỏi em. À, vô nắm giỏi em cái buông buông ra, buông ra. Rồi cá này. Quá trời ơi. Tương lai chúng ta phải đi làm. Mình đi như hồi thế nào mọi tổng cái chuyện ta. Đó, tổng cái chuyện của mày. Tào lao quá, để tao gọi đi. Vừa rồi hồi mất điện thế nào lại. Một con thấy ảnh đầu cái này với tao mới chạy. Con đây nước sâu quá với gác quá à, khó mò. Một hai cô bơi bơi tập bơi sao vậy? Hả? Tập bơi sao chỉ ta tập bơi với lỡ rồi tới đây tập bơi luôn. Bơi dễ lắm, để nói anh chỉ cho. Đây giống như bơi á. Đây em đây, đây lên hình giống như bơi phải không? Em biết bơi nhỏ ơi. Lại lại. Ây da, đây lại con xe đấy. Còn lại còn. Mình ở đây màu lợi mà có không? Ăn ngon gì mà cá không vô. Cao quá. Con có lóc trời. Nãy nguyên đóng cá gô luôn, đưa tàu lại bắt kiếm nào hả tàu? Cây nữa chứ.
làm đi gan như một cá vậy nổi. Người ta thấy có đèn nha, quay quay nắp đi tìm. Cái lóc nha mọi người. Vừa vậy không? Yêu đương. Ồ, đó mới là. Cái lóc của ta mà, nó giỡn giỡn nè. Ê con nó sạch luôn nè. Cho người ta kiếm cho hàng cái lóc hay cái gì? Ui, cái này có thu hoạch nha. Trời ơi, nó còn không? Đập. Đập nó xình, cán đầu quá. Đâu quậy, quậy ơi. Đây đây một cái. Đây con nước này. Em tiêu luôn trời. Cái gì? Ổn ghê. Đây, đây. Trời cái lóc có cái chê gì á. Được không? Cua thằng mắt ma này. Nó sạch vô quần luôn kìa. Không quay cái sạch trong túi thôi mày. Trời ơi, chó lập này. Chỉ hoài yên ngồi. Cái bụi cái cóc, cóc, cóc. Ok, cái bắt đi, chụp. Bấm cái đầu lại. Bố cái đầu chắc nha, để vậy á. Cái nhỏ này. Nắm ra chắc á. Kìa 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 kìa. Ôi, thành công rồi mọi người ơi. Còn nữa, còn con nữa. Bỏ chút xíu. Vô. Xíu là số xu đúng xu luôn á. Thùng cái mày với ai chậm. Cũng lắm á. Có đậu. Rồi cái hang đó đâu rồi. Còn con nữa. Con gì không biết nữa. Trời trời. Cá nhảy trời. Cái lóc. Nguyên ủ luôn, nguyên ủ luôn nè. Cái gì á? Nguyên ủ luôn. Lóc hả? Không biết nữa, nhiều lắm. Trời trời trời. Hút cái này, hút này, nè nè nè. Lấy kẻ ra đây tao hút đây hai con ra nè, còn con nó bị đóng nè. Cái lóc cái gì? Cái gô, cái lóc gì cô. Cái gô nhiều. Nè nè, đây tới tờ dịnh nha. Cái đuôi ra nè. À, cái. Rồi qua bóc, bóc rồi, bóc rồi. Đó, dục luôn rồi, cái này. Hang nè, hang nè. Ba con luôn. Tuyệt vời. Ây da, ây da. Da. Mình đóng luôn. Còn đóng luôn không? Còn ổ luôn á. Con. Có. Ừ. Đi. À đầm dưới ta. Dạ trời. Đủ đủ rồi. Được không vậy? Em bóc thằng con đi, bóc đi. Phải. Bóc đi, trọt vô đừng có chạy ra. Một bầy luôn. Một bầy luôn á. Giống như nãy bên kia ổ cái gô vô một bầy luôn. Mà cái gô nó bự thiệt luôn cái tay. Dạ. Không còn tưởng cá lóc luôn nó cái đầu bự nè. Con à. Vô. Vô. Một con này cái nhà. Dục con luôn. Dục con cái gô quá bự. Ừ. Hốt cổ à. Ừ hốt cổ. Bự cái đất luôn. À, dính. Ừ. Dạ, tôi ít dính mà tôi dính ổ rồi. Đây cá cái nhà. Tôi đi kiếm ổ mà. Có phi cái nhà. Ồ có phi nữa, giờ mới thấy luôn á. Nè một con nữa nè. Một con nữa nè. Còn nữa. Trời ơi quá trời. Nè. Bà con nữa nè. Cái gù bự bự không mọi người. Ý da. Còn nữa. Cô bị mẹ. Trời cũng. Cái ốc có nhiều quá. Bắt quạng quá bạn, chặn lại. Bạn. Cái ốc có con bự bự quá. Sâu quá, hàng sâu quá nè. Sâu quá nó bạn. Cái cũng có con mồi gì á, hay có phi á, có phi quá. Bự lắm. Phi. Á đù thiệt chứ. Có nhà nè. Có phi. Có phi cả nhà. Đây nha. Còn má đây hang nhiều vậy. Còn cái lóc con cái gô kìa. Ý còn nữa. Còn. Đó chứ vậy. Còn. Cái ổ luôn không? Hai con. Rồi hết rồi cái nhà. Chín đường con luôn.
Ý. Trời 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 trời. Một con nữa. Oh, chúng mày. Chúng tủ quá. Cái gì? Có phi cả nhà ơi. Cái lóc nữa cả nhà ơi. Cái nhỏ không bự quá. Bắt đi hồi vô ảnh phóng xanh. Mình cũng có khiếu cho cả nhà. Hoài sống gỗ luôn rồi. Ây da. Sao vậy? Khó 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 khó. Có nè. Cá bự nè. Cá trắng gỗ nè. Rồi. Dính một con nữa cả nhà ơi. Cho phi cả nhà ơi. Đủ. Anh làm cái bắt cá đó, người xin xin tàu đưa đó. Biết rồi. Lúc đầu không còn hơi bỡ ngỡ sao bắt được. Chỗ này bắt hết chưa rồi? Đó này. Cá nhiều ha. Ừ, cái gô 5 7 tay luôn. Ừ, nãy lóc vô nguyên ổ hết hồn. Cá lóc đầu tiên thì mấy nguyên ổ cá gô 7 5 con. Giống như cậu dưới nãy vậy nó cũng nhảy vô đống vậy đó. Cái chỗ gì vậy? Đây. Đó đợi đi kết thúc video được rồi. Ý, để dính con nè. Đó, nãy giờ cũng dài lắm mà. Dài lắm rồi. Mình còn có quay nướng nữa đâu cắt hết rồi đâu có nhiều gì vậy đâu. Không thấy mày lên mình chào lại đây rồi. Giờ đi lên phe hành quả luôn cũng được. Bởi gì đâu thì cảnh quay lên người quay lên luôn. Cầm bẫy tay chưa rồi. Nẹt quá nẹt rồi. Vô ổ ngoài nãy nẹt không dám bắt luôn á. Kiếm một con cái gì. Ba con luôn, bốn con luôn. Cái nè, năm con luôn hả? Năm con cá lóc. Mình cũng giúp một con nha. Năm con cá lóc với một mớ cá rô đồng nha. Cá này nè. Giờ. Đâu à, mấy con cá lóc ta bốn con hả? Bốn con cá nuôi tiếng. Bốn con, năm con. Năm con cá lóc. Mớ cá phi cá rô. Cái này nhỏ quá hả mọi người? Bắt cái sạc không? Bắt luôn. Cái gù đã. Đã luôn. À.
được luôn, được hai con. Cũng bộn chứ bộ, tên con có lóc chứ mà. Lóc này của thằng Lộc nè. Của con Quỳnh. Lóc bự lắm ơi. Nãy hôm được con cái gô này, cái chục con rồi. Cũng bộn mà. Cá quá trời nè, bắt bây giờ không. Quá, nhóc luôn. Ok. Để cái gô kìa. Để một cái lỗ không nữa 7 8 con. Lẽ cái lỗ còn mà không vô chụp hụt một đống luôn á. Còn vô muốn hụt chưa, nhảy ra chưa. Đâu có cho nè. Kìa hai con đó nè. Rồi bây giờ đi đứng không? Rồi. Ok. Dạ mọi người nha, mình mới lấy chanh nước vô chuẩn bị mình làm để hồi mình nướng ăn nha mọi người. Ta chanh nước được không? Mỏi luôn à, mọi người ơi. Rồi coi cảnh tâm đường quen rồi, có cái gì rồi mình hốt đó. Cái này hốt mình để dành miếng cá. Giống khô trên cây tự nhiên luôn à. Vui rừng. Đúng rồi, vui rừng. Mình chơi theo kiểu người rừng rồi mỏi nha. Nó làm không mày? Thì kiếm mớ củi thôi. Hốt lá khô quá vậy. Xin chào mọi người nha. Ai cần công thức pha mắm hỏi mình nha, mình chỉ cho. Tại áo mình ướt quá mình thay nha mọi người. Lạnh quá chịu nổi. Quên nó trời, còn con cây đụng ra. Chạy cho miếng đâm cho nó nát nhuyễn hết luôn, trong khi chờ đợi mình đâm chén muối chứ không mọi người. Chờ hồi sẽ còn vô sẽ nhóm lửa nướng cá à. Mình cũng hủ sẵn củi rồi nha mọi người, có củi rồi đó nè. Hoài lấy cây trọt cá nuôi hoài vô cho anh còn nhóm lửa mình nướng được. Cây trọt cá sao trọt còn được mà, gốc ra đâm vô cái lốc á bự giống ông nội, một cái lốc bự luôn. Này được nè. Ừ. Cửa cái gì vậy á? Cả nhà. Dạ. Đúng gì? Cô nắm cái cô ơi. Cô thử miếng rồi. Nãy 5 con á. Còn cái mấy cái gồ lấy mấy cái ấy nhỏ nhỏ dễ. Chị chạy miếng, chị miếng. Nè nè. Mình sống ở vùng cao mà nhóm lửa là bập bùng bập bùng. Kiên Giang cao lắm nha quý vị. Cao hơn Cao Bằng nữa. Đó. Cái tui gì ơi. Cái quay được cái dao rồi thấy không ta? Đó. Phùng khí rồi. Phùng khí. À, đường đứng lá vô. Đã đẹp kẹt miếng cá chặt nướng thôi con. Không, em biết nè. Tắm hủ lên nè. Biết nè mọi người, cái này tôi biết nè. Kiếm cho nó sạch sạch đây. Tôi biết nè mọi người. Bây giờ mình bị giỏ cá mọi người, giỏ cá cho mình nướng nha.
giống như quán nhậu vậy đó. Mời cả nhà cùng ăn với anh em tụi mình nha. Anh em tụi mình nha. Càng cua gớt chứ gớt đó. Đủ rồi, như đây đủ lửa rồi. Để lấy ngay nước cháo kiến chứ đi. Hả? Cháo kiến cho vậy. Để bển đi. Riêng cho qua vậy nè. Cho chín bụng. Trên phần thịt nè. Ăn thịt từ rồi đâu chính cái bụng á, bụng từ từ lên á, đó để như để nó khét á. Có người vô nghe mọi người. Chủ kênh. Bụng khô luôn anh. Ừ, đợi cái ống khô lâu lâu mà đi rồi luôn lại vụt. Đứt quẹo xong này. Rồi ngày mai nghỉ gì đây nè, nghỉ quay gì đây nè, quẹo này luôn nè mai nè. Rồi, cá cũng chín nè, cá cũng chín hết à, cả nhà ơi. Giờ anh em mình đem lên cùng mời cả nhà hưởng thức với anh em tụi mình nha. Ok đó. Rồi chờ anh em mình chút xíu ra cả nhà để mà anh em mình cúng kiến cho ông bà đây cái cả nhà. Rồi ha, anh em mình cũng cúng đất bay ông bà đây rồi anh em mình chuẩn bị ăn cá nha cả nhà.
mời cả nhà cùng ăn chung với anh em mình đi cả nhà. Vô vô ăn chơi vô anh em ơi. Vô cái lúc mình nãy mình mới mò ha, mới mò lên luôn không không phúc lâu mới ăn lại lóc đồng. À, cái lóc đồng nghe cả nhà, cái lóc đồng mà mày còn cạo anh còn xuống cạo dãy rồi. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha, mời cả nhà cùng ăn với anh em mình cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Cá ngon quá cả nhà, thơm trong nước chấm. Mời cả nhà vô miếng cá lóc đồng với anh em tụi mình nha. Giấm xài cái con chùa thứ nhất. Này mà quấn miếng bắp cải nha. Hôm nay anh em mình đi hơi gấp quá cả nhà, anh em mình bận công việc nhà làm bị gào rồi xong hết công chuyện mà anh em mình mới đi quay cho cả nhà xem. Tại vì mình mới làm clip đầu tiên rồi cả nhà, có sai sức gì cả nhà bỏ qua và hãy bình luận ở dưới á cho anh em mình ý kiến gì đó. Rồi anh em mình làm lại. Anh em nào có ý tưởng thì cứ comment ở dưới video ha để anh em mình biết. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Quần quá chị á. Mời cả nhà. Vô, cá lóc còn nè. Cái lóc nhân cái lóc đồng nướng ngon thiệt cả nhà. Không cúp luôn. Nóng. Ngọt quá, thịt trắng tươi luôn nha cả nhà. Trắng như ngọc trinh. Quá ngon. Cái chén nó chấm nhìn vừa ăn vừa. Mời cả nhà. Ngon không? Cái này ngon thiệt. Chấm ngon. Comment mà nuốt miếng ực ực luôn. Thì cả nhà biết cơ. Biết cái độ ngon nó như thế nào. Quay mà nuốt miếng quá trời cả nhà. Mời cả nhà ăn cua với mình nha. Ồ ồ. Mời hết luôn hả? Comment ăn gì? À, anh em hận thức người. Đi. Cua nóng quá cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn càng cua với mình nha cả nhà, cua đồng cả nhà. Ngon quá. Mốt đặc riêng không quá cả nhà ơi. Chén chấm riêng. Mốt đâu nhậu đi theo. Không bao giờ chờ nó cay. Chén mắm này ai làm vậy? Em à. Ăn coi chén. Cay quá cả nhà. Không có miếng ớt nữa. Muối đồng hay ớt không? Ăn nãy giờ mới có hai miếng le lử luôn. Mời cả nhà ơi cả nhà. Này miếng thứ 15 rồi đúng mời cả nhà. Bây giờ ngon quá quên mời, mời đến đây. mời cả nhà ruột cá lóc nha cả nhà. Cá đồng á. Cá lóc đồng á. Này mà có ủ đế nó đủ bài luôn. Ngon quá. Cái ruột vịnh cũng ta vịnh tay đi. Ngon quá. Ngon được. Ngon á. Đang đây anh em ăn nhiều nhiều không? Cá còn nè. Nè cá lóc kiến nè. Còn cá lóc kiến. Vô. Mình khai đao cá lóc kiến nha. Quá nhiều quá nhiều. Mời cả nhà ăn miếng nha. Ngon quá cả nhà. Nãy điều anh em mình quên đem nước ra uống hả cái gì vậy cái này giờ đi từ trưa giờ khát nước luôn ăn cá là vô nữa à ăn lại mít hạ cho người ta hay quá chén mắm này mà có cái gì nóng quá nóng hải sản này mà chấm ra nữa là ngon lắm cái nhà ơi cá lóc đi. Mời mọi người cả nhà miếng cá lóc nha mọi người. Mời cả nhà nha. Càng quá. Ủa cá lóc bằng đi. Bỏ đi. Còn cút mình mời cả nhà luôn nha. Nhiều cá lóc đúng không? Cá lóc bơ đặt nó bé. Chưa ăn bao giờ. Càng quá. Cá ngon quá ăn tới cái đầu muốn không bỏ luôn cái nhà.
gì? Cái nhà con cá phi cả nhà. Vô miếng gì? Rồi cá cá phi. Cá lu kiến nè. Cá lu kiến nè anh em. Cá phi thịt trắng quá kìa cô cả nhà. Bự ghê. Thịt trắng cả đó kìa. Mời cả nhà nha. Cái mình nè, mình dứt cá lu kiến nha. Cả nhà. Mua hết cây quá cả nhà ơi. Ăn muốn hết nổi luôn rồi. Nó thơm. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Ngon quá rồi, nãy giờ tôi quên mời á. Có gì bỏ qua tôi nha. Cua này trong một thịnh luôn cả nhà ơi. Ăn được đâu. Mời cả nhà nha. Cá lu kiến nè. Hưởng cái kiến đi. Dài á. Mình vô miếng cá lu kiến nha mọi người. Ngon lắm. Ăn này nhớ bài mới sao em? Nhớ bài em quá. Tại cái bài em bắt em ăn quậy. Ba cá lóc à. Bắt cái đầu ngoài chợ. Mời cái nhà miếng cá lóc kiến nha. Không, cá lóc ngon, cá lóc đồng ngon. Ai buồn không? Cá phiến nó hôm bữa cái nhà đấy. Mời còn miếng nữa, mời cái nhà miếng nữa nha. Tròn, buồn không? Không, mấy cái này nó chuồn ngoài, chuồn nước miếng quá à cả nhà. Cá gùi hay ba. Chào mời anh em ha. Đây, mời anh con gì? Trước con nè. Gì cho gì thử chứ? Người cái nhà nha. Con cá gô nữa đi. Rồi. Rồi. Đó, cái nhà nha. Đây, cảm ơn anh. Ngon quá. Anh em mình hưởng ức người con cá gô nữa thì anh em mình mời cái nhà nha. Mời cả nhà. Anh em mình dừng kết thúc video cho quay phim vô ăn chung mình cả nhà. Trời, có gô trứng không à? Đâu. Ngon quá kìa. Trời, cái gô rồi. Cái gô đồng mà có trứng nhóc chứ. Nhưng ngon. Ôi trời. Quay mọi người, mời mọi người cái làm trứng cái gô mời nha. Chấm miếng muối thì miếng ớt nữa nha mọi người. Trời ơi. Hổng lẫm à. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi. Mọi người nha mọi người. Bộ béo thiệt quê. Thôi mời cả nhà nha. Cái video đây của mình hơi dài dài quá rồi. Cho mình kết thúc video tại đây rồi. Cho Calamen vô ăn chung mình nha. Tại vì Calamen còn hơi ngại mới quay nha cả nhà. Mình nhà phải vô mình đậu ở nhà cái nói tại gì. Xin chào cả nhà nha. Chào mới. Cả nhà nha. Chào ông chào nhà ba. Chào cả nhà chào gì. Hẹn cả nhà ở clip sau nha. Bye 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 bye, quay lại đi quay lại. Xin chào cả nhà nha. Ăn một đợt cây rồi nó gọi nó thử một cái rồi vô chị. Giờ video cũng dài mình xin mời cả nhà một miếng cá lóc này nữa thì anh em mình cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì anh em nếu mà cảm thấy cái clip mình hay ý nghĩa thì nhớ like và đăng ký kênh cho anh em tụi mình một lượt đăng ký cả nhà. Thì vô ăn miếng cá mời cả nhà đi anh em mình kết thúc. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha, cả nhà. Mời cả nhà nha. Cả nhà thấy có hay thì hãy đăng ký kênh và bấm vô cái chuông. Anh em mình còn làm gì dài cả nhà. Đăng mọi có người clip tiếp theo mình cả nhà. Cả nhà có ý tưởng gì cứ comment ở dưới để anh em biết là làm theo. Rồi, mời cả nhà. Bye bye cả nhà.